Ở vòng tiếp theo chúng ta sẽ gặp Phúc Du, Chú Vĩ. Và đây sẽ là phần battle không có beat a cappella. Cái đặc thù của cái battle không beat đó là gì? Khi chúng ta không có beat nữa, không còn nhạc nữa, rapper sẽ phải thể hiện khả năng sử dụng ngôn từ của mình. Lúc đấy, ngôn từ chính là vũ khí duy nhất của rapper trong cái môn thể thao ngôn từ cực kỳ khắc nghiệt này. Xin mời chú Vĩ. Này Phúc Du, em thấy team anh dễ thương như 5 con. Nhưng 100 triệu sẽ không để cho con nắm. Ở trận trước, Phúc Du và DVD như hai thằng thợ điện ngu, chúng nó đấu đến khi chết. Trận này, Phúc Du đâu rồi? Nó đã chết khi đến đấu. Chửi mày cả ngày cũng không hết chán. Phúc Du y như lợn, vì nó chỉ giỏi vết máng. Mặt mày càng chửi càng dày. Mày có cứng như răng, cũng bị tao đánh hàng ngày. Dù mới chơi thể loại này một lần, nhưng trình độ tao không hề non nớt. Có một sự thật của Phúc Du mà chưa ai kể. Như đôi giày tao, mày là con vớt. Nói như vậy thì đâu có sai gì. Tao tát vỡ mồm thằng Phúc Du. Mồm nó như logo Nike. Mặt mày càng chửi càng cay. Mày như đôi giày vì bị mọi người xỏ hàng ngày. Phúc Du xấu từ lối sống đến cách thở. Bè đồ văn minh làm gì khi mà nhạc vẫn còn học hành sách vở. Ok. Trước tiên, tao sẽ nói đến việc mày nói về vét máng. Ừ đúng, tao vét máng. Con mẹ mày ra hẳn 1 mét váng. Và tao sẽ nói một vài cảm nghĩ. Trước tiên tao sẽ nói về thằng Flow cá nhắc. Đấy là Boatman. Chắc thằng này hồi trước học đánh vần nó bị bét môn. Còn tiếp theo là thằng Đăng Bom. Có vẻ cứ càng kinh kinh. Nhưng mà như là nick Facebook bị hack. Đấy là Đăng Linh Tinh. Ok thôi, bắt đầu. Trước tiên shout out to ba giám khảo. Vì đã cho đối thủ của tao là một thằng newbie lên rap. Mày mới bước chân vào hip hop mà nghĩ tao phải cực lo. Mày mới bắt đầu tập rap lúc Linh ca có ngực to. Nên trình độ mày kém. Gặp tao là teo ngay. Tao khiến khán giả bất ngờ kiểu nghe như tiếng thở của eo cây. Nên mày không thể làm càn. Loại mày bút lực cà tàng. Tao là phần thưởng của battle rap. Mày là phần thưởng của lục lạc vàng. Con bò này, mày không trên 100, đáng bị mọi người chê cười. Còn tao như ngày tháng hôm nay, tao 10 trên 10. The Battle Rap King. Ở trên sàn đấu thì tao là nhà vua. So về skill hay so về fan thì kết quả là mày đều thua. Fan của tao trung thành hơn. Nói đến đây mày sẽ chột dạ. Fan mày cược mày 1 quả thận. Fan tao 1 lòng 1 dạ. Nên đừng hỏi tại sao thất bại. Mày nên câm mồm lại. Chính mày như cơ hội mày thắng. Nó không tồn tại. Time. Mày nghĩ mày chửi như vậy sẽ khiến tao cáu sao? Mày đụng vào chú Vĩ thì mày là thằng cháu tao. Tao khuyên mày và mấy thằng ngu nên cút. Linh thuộc đồng đội của mày ngào đến nỗi vào tù vẫn nghĩ mình đang ngồi ở hàng chờ Juventus. Round 2, let's go. Phúc Du. Đấy là vì mày bảo tao là cháu. Vậy nên mày trông như thằng nát đồ. Tao không phải cháu mày, tao là cháu bác Hồ. Ok, mày là chú Vĩ. Mày đảo lại là Chí Vũ. Cái kiểu đảo vần như thế chứng tỏ não mày quá là cũ kỹ. Cái tên vớ vẩn mà cứ tưởng mình quá thú. Mày là chú Vĩ, tao là bậc cha chú. Nghĩa là nếu Huawei là lão đại thì có thể tao là lão nhị. Còn mày là lão nhất, nhị, thập, tam, tứ, vân vân. Nói chung mày không có giá trị.
cộng đồng này không cần mày. Tốt nhất mày nên thôi cầm viết như là vần trong nhạc LK. Mọi người thấy mày không cần thiết. Nhưng tao không thấy tiếc. Dùng lyric với mày tao cảm thấy như là đốt phí. Cả team mày biết là sẽ thua tao nên cho thằng yếu nhất ra làm con tốt thí. Được đầu với tao, mày nghĩ giờ là mày xứng. Được đầu với tao, mày cứ ngờ là mày cứng. Ok, ok. Nếu như mày nghĩ tao với mày trình độ là ngang với nhau thì như nhà phê bình ẩm thực, để xem mày ngon tới đâu, để xem nào, mày bị lợm về giọng và bị khựng về flow. Suốt ngày lan man mà không biết dừng ở đâu. Nói chung tao phải giết mày, không thể để chúng chờ lâu. Như là GPS, hôm nay tao sẽ cho mày biết mày đang đứng ở đâu. Còn nếu mày vẫn chưa biết thì câu sau sẽ là đủ quá. Tao biến sàn đấu thành làng vũ đại, các cháu phải biết là cụ bá. Vì tao freestyle cũng có thể giết mày, không có gì khó hết. Gọi mày là cậu vàng vì mày là đồ. Let's go, man. Tao thấy mày lông toàn ngực, bước chân ra đây ngông toàn lực. Chắc Phúc Du nhiều gái theo lắm nhở? Không, toàn được. Yo. Dù lông mày có nhiều như Tôn Ngộ Không thì tao là Phật Tổ. Yo. Tao đứng ở đây thì nhóm chúng mày sẽ bị lật đổ. Lông mày có nhiều như Tôn Ngộ Không, tao là Phật Tổ. Nói như vậy mà mày đã cay sao? Tao là Phật Tổ, mày không thể nào thoát khỏi bàn tay tao. Yo. Tao là Phật Tổ, bên cạnh tao là Phật. Tao là Phật Tổ, bên cạnh tao là Phật Di Lạc. Mày là Phúc Du, anh em mày toàn lũ dị tật đi lạc. Yo. Hôm nay ở đây đến đông như là đảo mèo, mọi người đến cực đông. Ở đây là mèo, là mèo, là mèo. Mày là cục bông. Yo. Đá và đi bay, nên Phúc Du không bao giờ khóc lúc khổ. Đến con ghệ nhí nó còn biết chơi. Mày là Phúc Bồ. Yo. Nhưng mày nghĩ mày giỏi hơn ai mà chê? Phúc Du mọc sừng linh tinh, vì con ghệ nhí nó là của anh Hà Lê. Yo. Time. All right, round 3. Phúc Du, let's go. Hey, yo. Yo. Mày nói đến lông tao, đấy là mày nói đến ai? Tao có lông như Tây, tao mới là Như Lai. Yeah. Ok, vậy thì bắt đầu thôi. Đến giờ để giết mày rồi. Ai ở đây nghĩ thằng này rap rất được? Chúc mừng, chúng mày đã quay vào ô mất lượt. Đây là tại vì chúng mày không nghe những điều mà tao đã bảo. Trò chơi này nó mới qua phần hướng dẫn, tao đã phá đảo. Nếu ai nói tao kém thì đấy là lời nói dối và nó quá ảo. Sao tao kém được khi một tháng trước giải nó đấu tao là thằng giám khảo, hôm nay tao chấm nó thắng. Đấy là một trận đấu sát nút, nhưng giờ thí sinh đấu với giám khảo đương nhiên sẽ bị sút nát. Team mày toàn bọn có vấn đề về đầu óc. Tại sao lại để cho tao đấu với một thằng nhóc cái tuổi teen vẫn có thể còn khóc nếu như crush nó không đọc inbox hoặc là blog? Nhìn nó sợ rồi kìa, mặt nó bắt đầu héo bệnh, méo xệch, trông như bức ảnh bị photoshop mà thằng chỉnh nó kéo, lệch. Like. Mày rén và nó thể hiện ở trên mặt mày, mày kém và đấy là lý do mày phải dừng ở chặng này. Còn tao thì tao sẽ đi ở vòng trong, còn mày thì ở lại nhá. Chào em, tiện vòng. Chào. Round 3, xin các bạn một tràng vỗ tay thật lớn cho Phúc Du và Chú Vi. Bởi vì đây là một trận battle rap và freestyle cho nên anh có một số cái nhận xét chú vị. Em tấn công đối phương bằng tất cả các kỹ năng nhưng mà dường như nó không có sát khí và nó không có cứa đứt được đối thủ. Còn bên này gần như là muốn ăn tươi nước sống em. Đó là lý do Phúc Du sẽ chiến thắng trong phần này và đó là nhận định của anh. Điểm cho chú vị. Huawei cho chú Vĩ 8 điểm, anh OK cho chú Vĩ 8,5 và MCU cho chú Vĩ 8 điểm. Và bây giờ sẽ đến phần chấm điểm cho Phúc Du ạ. Xin mời giám khảo. Chúng ta có một điểm 9 từ Huawei, 9,5 từ anh OK và 10 từ MCU. Điểm 10 đầu tiên trong trận
đấu ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Phúc Du và cảm ơn Chu Vĩ. Hai bạn rất là nhiều, các bạn đã có một trận đấu rất là tuyệt vời. Rất là một trận đấu nó lại cực kỳ hay nữa. Phúc Du của team 1 sẽ gặp ECC của team 2 trong trận đấu battle không Covid. Hey yo, nếu như hôm nay mày nghĩ là mày ngầu ấy, thì cứ chờ đến lúc nghe tiếng máy bay đưa tao vào miền Nam nó kiểu wow ý. Hey yo, trận này tao sẽ cho mày đau thắt ruột, đấy là tao phải buộc lòng. Nhưng mà trước khi đấu, tao sẽ đi bộ quanh sân đấu một vòng. Đùa đấy, mày nghĩ tao đi là ngẫu nhiên á, tất cả được tính cả rồi. Nếu mày không thấy skim và ẩn dụ trong đấy thì mày đã dính bả rồi. Mày nghĩ tao quên lời nên đi quanh sân khấu ra vẻ ngông à? Không, tao đi lang thang trong sân vì có con gà, có con gà. Sự nghiệp mày như là hấp hối, nó lúc nào cũng như sắp qua đời. Vì trình mày lùn, nó gần đất xa trời. Tốt nhất đừng để tao lại nóng tính. Mày chỉ ở lính quen tuổi gì đọ với đại thống lĩnh. Khi tao càng rap thì càng ác, có cảm giác là tàn sát. Phong cách tao bụi bặm hơn cả gara ở làng cát. Ok, nên dù mày có nói bao nhiêu tao cũng sẽ cho mày im này. Nếu mày ra vẻ cao siêu tao sẽ giết mày lẫn cả team mày. Nghĩa là không có nhân từ diệt trừ hết bọn nhỏ thật gốc. Như là trận này như là chất độc màu da cam, tao diệt cỏ tận gốc. Chàng. Right, round 1, ECC. Mày bảo tao ngầu. Đúng rồi, tao lên đấu là ngầu lên sàn đứng. Sau trận này mày ngừng lên sàn đấu. Khi tao lên đấu tao làm quấn cả đài. Khi tao lên đấu tao làm mày đái cả quần. Khi tao lên đấu, đấy là tướng lên đài, mặt mày như Facebook bị tao đái lên tường. Cuộc đời mày sinh ra đã để người ta chửi. Tao chửi, Hưng Cao chửi, Gây Trật Chuyện Việt Nam cũng chửi. Nói có sách mách có chứng không, người ta lại bảo tao là thằng bịp. Muốn chửi mày, người ta đã viết ra câu chuyện Hồn Trương Ba ra hàng thịt. Nhắc đến chuyện cổ, đọc vài câu thấy nổi, mày cũng khá giống. Mày tưởng tao đang khen mày á, mày là cá bống. Lyrics như thịt cá, cứ tưởng thế là căng. Lyrics tao như bác đầu bếp lúc rỗi, cứ thế mà băm. Tim mày thì lười nhác, tim tao hôm nào cũng luyện tập chả căng. Biến mày thành chim cánh cụt vô gia cư, hôm nay tao đập cả băng. Tam. Right. Round 2. Phúc Du, let's go. Hey yo, mày nói cái gì về băm? Mày cố ra vẻ căng, nhưng nếu mày đi vào khu tao mà nói câu đấy, mày sẽ không thắng mà mày chỉ ăn chặt. Mày biết cái gì mà mày đòi dọa tao? Mày biết gì về những thứ tao chống? Vậy thì để tao tóm tắt qua cho mày về khu tao sống. Ở trong đấy có nhiều thằng thích hít. Tốt nhất mày không nên thử. Lỗ mũi chúng nó nhiều vết hơn cả hang của người tiền sử. Có những thằng thì thích. Tốt nhất mày không nên vô. Không phải ngoại thành nhưng thằng nào cũng có ven đô. Và có lúc chúng nó nhau dùng vũ khí, giống như là gangland. Chúng nó nhau nhưng mà dân lại ra đổ rác, người ta nghe thấy leng keng. Vậy nên mày không thể phủ nhận là tao real. Hôm nay tao đến đây là chắc chắn là tao siêu. Còn mày thì sao? Tao biết cả tim mày sợ, nhìn thằng nào cũng như đang biến điên. Vì tiếng tim chúng mày đập còn to hơn tiếng kêu của thể loại phim Nhật hai diễn viên. Chúng mày giờ hồi hộp vì nãy đã vội nổ. Đội tao là đội 1 còn đội mày là đội sổ. Sau vòng 2, ai cũng thấy mày đã kém lại còn chán. Gọi mày là thằng pha trà ngu, đã nhạt lại còn hãm. Khán giả đều thất vọng vì màn trình diễn mày vừa có. Nếu sàn đấu là Lady Killer thì chữ Lady là của nó. Còn tao Killer là đương nhiên. Đừng hỏi tại sao thế. Trình độ tao như chạm điện, vậy nên nó cao thế. Và tao mày ngay ở trong sân. Trận này như là trọng lượng não mày, nó không cân. Ai bảo mày cháy thì để tao dập, chẳng có gì quá là khó. Trước trận đấu nổi lửa lên em, mày sau trận đấu ngọn nến trước gió. Đây là hành hình, đừng tưởng là mày rất ngầu. Như thuê bao Viettel số mày là mất đầu.
Còn tao là dẫn đầu, bá vương mỗi khi gắt lên, khiến cho hy vọng trong mắt mày mỗi ngày một tắt thêm. Mày không đáng được tôn trọng, được respect khi nhắc tên. Gọi mày là cái que thử thai, sinh ra để bị lên. Time. Tao nói một sự thật. Tao là bác sĩ thú y. Và hôm nay anh sẽ chăm chú. Sau hôm nay nhà mày sẽ là nơi anh thăm thú. Anh chọn chú bởi vì sao? Bởi vì chú thực sự là chuẩn mực. Và sau đó sẽ là 7 món của chú nằm ở trong quán ẩm thực. Nói thế thôi. Não mày thực ra giống cái túi lọc trà. Bao nhiêu cặn bã thì giữ lại, tinh hoa thì đã bị bỏ mất. Nếu rap Việt là toán học, tìm ra thằng này là tìm ra giá trị nhỏ nhất. Nhưng mà thực ra thì Phúc Du làm gì biết đến toán học hay trường học. Nói ra sự thật này để xem là ai sảng. Nó ngu đến mức độ là nói bác bảo vệ đi đánh trống khai giảng. Nói ra sự thật đấy thì mọi người chắc chả quên. Hỏi trận này mà Phúc Du thắng phải không? Mọi người giống như quạt điện nhập, đầu cứ lắc cả đêm. Mày nghĩ là thắng tao á? Mày nghĩ lạ nhỉ? Hôm nay là tháng 10, không có ngày hạ chí. Time. Last round, Phúc Du, let's go. Mày tên là ECC. Mày cứ nghĩ là mình khét. Tên mày là ECC, nghe như con lợn ec. Yo, thôi, vào phần chính. Mày nói quá nhiều về tao. Nhưng mày biết gì về tao? Tất cả đều mày đều không hiểu. Mày như thằng sửa xe ngu mà chỉ giỏi bơm đểu. Nên mày sẽ ăn đấm. Tốt nhất là nên trốn ngay. Như tờ nú bị tra tấn, mày sẽ ngất sau khi thấy đốt ngón tay. Và đấy là cái giá phải trả cho những thằng thích trở mặt. Nắm đấm này không phải tự hào, nhưng nó sẽ cho mày nở mày nở mặt. Và đấy là điều ta được dạy khi bắt đầu vào battle rap với những thằng gáy. Thì là đơn giản là vậy, biến chúng nó thành xe BMX, bị đạp là chạy. Còn về viết rap thì phải ở tầm mà chúng nó khó vượt. Punchline như bệnh ngu của nó không thể đỡ được. Tao cày ngày cày đêm nên trình độ càng ngày càng có. Mày cày ngày cày đêm thử thách 24 giờ làm chó. Và đấy là lý do mày sẽ không thể lên được đỉnh vinh quang. Còn tao bất diệt và trường tồn như là Quang Vinh. Yeah. Lời cuối. Trong tương lai không xa, người giám khảo kia sẽ là tao chứ không phải là ai đó. Gọi tao là gã lang thang, nay đây, mai đó. Time. Alright, round 3, ECC. Mày bảo tao bơm đều. Bây giờ tao đi bắt đầu thì mày làm ơn nghe. Tao nhúng đầu mày xuống nước trông như tao như đang bơm xe. Yeah. Có mấy con đời ơi, chúng chả giống ai. Lyrics tao như khủng bố, súng xả trong tai. Tao là thiên tài, biến lyrics thành thiên tai, biến mày thành cây mất mùa, đúng quả không sai. Tao có một điều này, mày thích horrorcore đúng không? Tao sẽ chiều mày thành liều này. Lyrics của tao như lưỡi lam, mày làm sao mà theo kịp? Tao biến mặt mày thành bản đồ vùng sông nước, thấy đường rạch chằng chịt. Mày giống như là con ma, rất sự ra sáng. Muốn nhìn thấy mày, người ta phải nhìn qua háng. Round 3 đã xong. Xin các bạn một tràng vỗ tay cho Phúc Du và ECC. Quá tuyệt vời. Một trận đấu này lửa và xin mời micro cho MCU. Chúng tôi rất cần những phần nhận xét của các giám khảo ngay bây giờ. Round 1 thì mình nghĩ là ngang, tại vì Phúc Du bị chốc và phải cắt round sớm. Round 2, Phúc Du, round 3, Phúc Du. Nghĩ là trận thắng này sẽ nghiêng về Phúc Du. Right. Xin mời anh OK. Anh thì anh nghiêng về nhận xét của MCU và anh nghiêng về Phúc Du. Nhưng mà anh có một câu hỏi cho em là tại sao hôm nay em mang tên anh phải hát nhiều thế? Tại vì thực ra là một trong những bài rap đầu tiên em nghe là của anh. Thế à? Thì anh muốn hỏi em một câu được không? Vâng, anh có thể. Tên của em là Phúc Thẩm hay Phúc Du? Và anh muốn hỏi cô nữa là hôm qua là em có bị dẩm như là cô Thu? Không, nói vui thôi em. Anh rất thích cái biểu diễn này. Yeah, xin mời Huawei ạ, xin mời Huawei. Ở vòng thứ nhất thì ECC có cái thế mạnh mà anh nghĩ rất độc đáo, đó là ECC sử dụng rất tốt cái phần đảo chữ của mình.
Còn bên Phúc Du thì có punchline tốt và cái thái độ swag đó, anh đánh giá cao cái phần đó. Và cái kỹ năng mà so sánh của em quả là rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Rồi còn dòng thứ hai thì ECC sử dụng vần 2 và so sánh chưa có được tốt cho lắm. Còn ở bên Phúc Du thì ở đó anh đánh giá cao cái flow của em rất là nhiều và em phân bổ vần ra rất là tuyệt vời. Và vẫn so sánh tốt như là vần 1. Về round 3 thì em ECC so sánh vần 2 tốt. Còn em Phúc Du, em có sử dụng vần đôi từ lấy và anh rất là thích cái điểm đó. Và anh nghĩ là bây giờ ban giám khảo sẽ công bố điểm ha. Yes, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi điểm số của ban giám khảo ECC của team 2. Xin mời ban giám khảo. Quang Huy cho 8, anh LK cho 8,5, MCU cho 8,5. Bây giờ sẽ là điểm của Phúc Du, team 1. Xin mời ban giám khảo. Wow! Quang Huy cho 9, anh LK cho 9,5 và MCU cho 10. Xin được chúc mừng Phúc Du là người chiến thắng ở vòng đấu này. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3, Battle Không Biết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3. Ở trong trận chung kết này thì vòng thi thứ 3 của chúng tôi có thay đổi cái cách chơi một chút. Và bình thường thì ở vòng Battle Không Biết là các bạn, các đối thủ sẽ diss nhau. Đúng không ạ? Sẽ diss nhau. Nhưng mà ở trận chung kết này để làm tăng thêm cái tình hữu nghị giữa các bạn ấy thì chúng tôi sẽ không cho các bạn diss nhau nữa mà ở vòng này các bạn sẽ phải khen nhau. Đây sẽ là Battle Không Biết. Và các bạn sẽ là battle khen, là phải tìm tất cả những cái điểm hay nhất của đối thủ để mà khen đối thủ của mình. Người đi trước đầu tiên sẽ là Phúc Du. Let's go! Hi. Round 1. Yeah. Ông là Triệu Huy phải không? Trước tiên hãy cho tôi bắt tay cái. Ok. Ok, ok. Ok, okay, ôm thêm một tí. Ok, bắt đầu. Yeah. Tao đã thấy có điều gì đấy tuyệt vời ở đâu đây? Cho đến lúc tao thấy mày bước ra thì ra là thế, ok. Vì ngay từ lúc ấy tao đã biết mình sẽ bị KO. Mày căng đến mức tao có rap 3 verse cũng không bằng mày thở ra một câu. Ê. Vậy nên khi VTV Cup gọi cho tao, bảo là tao sẽ đấu với Triệu Huy. Tao bảo là đấu làm gì, đưa cho nó 100 triệu đi. Vì giải này hay giải khác, nó cũng ở trên hàng đầu đứng. Freestyle hay bài rap, câu trả lời là đừng đấu. Vì với nó battle dễ như chơi, thoải mái như đi nghỉ mát, làm đối thủ bị đi nát phong thái như Biggie Park. Còn tao thì thua từ bán kết và chẳng có gì hot. Còn mày nổi lên từ vòng 1, mày là thủy top. Ai gặp mày thì kết quả nó cũng là cay, bại. Chúng nó đến với sự tự tin, nhưng gặp mày phải để cái thây lại. Đơn giản giọng mày đã khiến tất cả em gái nó phải ngây dại. Như là giám khảo The Voice, như là giám khảo The Voice, ai cũng vui khi thấy mày quay lại. Yeah, đơn giản vì khả năng rap của mày là nhất lượt này. Nhìn mày tao nghĩ đến cái công tắc hỏng, không ai bật được mày. Ở trước mặt thằng này, tất cả đều là quá quách. Triệu Huy như là cao thủ nhảy audition, nó luôn phá cách. Ai có não mà lại có thể không thích mày? Ban tổ chức cho đây là trận khen vì họ biết không có gì để công kích mày. Mày là battle rapper hoàn hảo, tài năng từ khi mới chớm. Để tao cảm ơn ông già Noel vì đã cho quà năm nay tới sớm. Time! Time! Round 1! Hoody, let's go! Ok, ok. Hello everybody. Hello you. Hello. Ok, ở đây chắc chắn anh không biết em là thằng nào. Em thì chỉ là thằng rapper bình thường, còn anh Du thì mặc hồng bào. Ở đây trên bàn đầy cao sang mỹ vị, em thì chỉ uống rượu đế, còn anh thì uống rượu hồng đào. Đúng thiệt, anh là chú cội. Chú cội chị Hằng Nga ở trên gốc cây đa mới ra thỏ ngọc. Nhắc câu chuyện này mới nhớ. Ngày trước á, em nhớ có một câu chuyện về chuyện ba mẹ con đi trên một con ngõ quen. Lúc ấy ba Phúc đi hút du, lúc đấy ba Phúc đi hít Mai Thiến, đổ sầu xuống thỏ trắng, gặp ra thành thỏ quen. Tao ớ rồi.
sức mạnh của Phúc Du y như là bão cấp 9. Ở đây tiên đơn người ta luyện 99 ngày, còn Phúc Du một ngày là đã hấp 9. Và mọi người ở đây ai cũng biết Phúc Du tên thật là Trương Anh Phúc. Đúng thiệt, nghe cái tên thôi là biết sau này cuộc sống mình sẽ sung túc. Trong lúc mà anh Phúc vỗ ngực tự hào kêu tên mà là mình là Phúc Du, thì tao chắc chắn mấy em gái ở đây sẽ quỳ lại van xin anh Phúc cho. Và các đạo diễn ơi, hãy mời anh Phúc đi đóng phim đi, vì tao chắc chắn nó còn hay hơn cả Nhật Ký Vàng Anh. Vẻ ngầu lòi của Phúc Du sẽ khiến cho tất cả các nữ nhân ở đây đều phải nhăn răng. Không chỉ Suzy, không chỉ Linh Ca mà còn cả Phạm Băng Băng. Hồi nãy em hơi gãy một chút, tại do em thấy anh đẹp trai quá nên lòng em kìm không nổi. Thôi em có một bài thơ này trước khi kết thúc round này, mong anh nhận. Ok. Bài thơ như sau. Nhìn cái ứ của Phúc Du, mấy em đều muốn. Nếu nỗi buồn của Phúc Du là những dòng chữ thì em sẽ là cây bút xóa. Đường đời đẩy đưa đã đón đã đợi Du à, đừng đi đâu đấy để đưa Du à. Đây cầm hộ anh. Trên trời có muôn vì sao, trái đất có Du là do Chúa kiến tạo. Nãy giờ em không dám xưng mày cũng chẳng dám xưng tao. Lời Du nói ra nghe như là thánh ca đá banh cả hương cao. Time, round 2. Xin mời Phúc Du, round 2. Huy ơi, anh nghĩ mày hơi quá khi nói về việc anh mặc cái gì mà hồng bào. Đâu bằng được mày mặc giản dị như bác đi gặp đồng bào. Huy ơi, mày tuyệt lắm. Nếu tao được làm mày dù chỉ trong vài giây thì 100% tao sẽ chết ở ngay tại đây. Vì các em gái vây quanh hết mức không thể nấp rủ ở trong hầm chú. Mày làm các em ấy ướt đến mức Sài Gòn lại có thêm một trận lũ. Mày là một thằng sát gái. Ví dụ như câu chuyện này, để tao kể cho bọn chúng ngay. Trước trận đấu em nào gặp thằng này em ấy cũng búng tay. Ban đầu tao không hiểu nên vẫn cố mà gắng im. Các em ấy không phải búng tay, các em ấy đang bắn tim. Vì mày là thằng sát gái. Với tất cả những người khác phái, nếu tình cảm là biển cả để mày xuôi trèo và mát mái ở trong mắt fan girl, ngoài mày ra tất cả đều bị che mờ. Chúng nó muốn ôm mày chặt đến mức trông như Wakanda forever. Mày là lý do nhiều em ở đây đêm về sẽ phê la, vì chất giọng mày trong trẻo như là pha lê. Một nửa good boy không bao giờ bê tha, nửa còn lại bad boy 7 thiếp và 3 thê. Và em nào cũng ngon, chúng mày không cần phải lo lắng. Tao vừa gặp một em ở cửa, nói chung là to lắm. Riêng về ngực em ấy thì không có gì để nói nữa. Chừng nào ngực em ấy còn tồn tại, trái đất không lo bị đói sữa. Nói thật ý, tao mới gặp người yêu mày 1 giây. Nhưng mà trong lòng tao đã đổ, mông cô ấy như là khu ổ chuột, ai nhìn vào cũng bảo là quá khổ. Nói chung mày tán gái rất giỏi, để tao nói thế này là dễ nhất. Trong danh sách người yêu của mày, ngực Linh Ca là bé nhất. Damn man, tao muốn khen mày thêm cơ. Nhưng nếu thế thì chương trình sẽ phải kéo dài đến tận đêm cơ. Bây giờ tao muốn khen mày thì biết phải làm sao ta. Chắc tao sẽ xin đấu thêm 30 round nữa sau cái round 3. Time. Yeah. Round 2, Hoody, let's go. Ôi, Phúc Du ơi là Phúc Du. Anh nói anh khen em nãy giờ em cảm thấy em rất ngượng. Nhìn anh với Queen Bee đứng chung vậy, đúng là một cặp trời sinh người ta gọi là điểm 10 chất lượng. Mà thôi, ở đây nhiều người mà khen anh hoài cũng kỳ. Nhìn Queen Bee mới nhớ. Bi à, lại đây anh bảo nè. Hôm nay anh đến đây, anh sẽ khen em, anh không có ngại miệng. Bởi vì em như là chất kích thích, anh nhớ nhung em, má anh bắt anh vào trại nghiện. Hồi đó anh là fan B-Ray, nhưng Queen Bee làm anh lung lay. Anh vẫn sẽ yêu em, dù anh là gã khờ chậm chạp. Vì yêu em đến gầy chơ xương nên em mới có cái bụng mập mạp.
Khoan, mọi người, từ từ. Mọi người đừng có hiểu lầm. Cái bụng đó thật sự quá nóng bỏng. Anh có thể vì em mà lưu lỏng. Mắt em đẹp, tóc em mềm. Ngoài cái bụng em ra, body của em siêu mỏng. Anh chỉ có em thôi, còn lại không có ai. Bụng em thì to to, má anh tưởng mình có thai. À mà thôi, chết. Quên, nãy giờ quen phim quay nói Phúc Du. Anh em ơi! Hôm nay tôi sẽ kỷ luật anh em. Xuống, hít tức. Phúc Du! Tham! Ok. Round 3. Em nói anh với Queen Bee đấy là em lại nhầm thôi. Sao anh cùng được với Queen Bee khi anh với em mới là cặp đôi? Oh! Yeah. Tao ấy không quan tâm đến chuyện thắng mày. Đây không phải là tao quên lời, tao chỉ muốn im lặng mà ngắm mày. Từ nay tao không nói gì, mọi người cứ tưởng thằng Phúc làm sao. Không, tao đang tự hỏi mày có hút gì không, hay mày chỉ hút hồn tao. Dù cho phong cách mày đơn giản, ăn chắc và mặc bền, nhưng đưa mày vào bữa tiệc toàn siêu mẫu mày vẫn chăn hết cả mặt bằng. Và nghe nói cuộc tình mày với người yêu như là chuyện cổ tích, đấy là tin tao được mật báo. Vì em nào gặp thằng này cũng như cô bé lọ lem, nửa đêm là mất hết quần áo. Mà nói về chuyện cổ tích thì vẫn còn nhé. Thằng ấy tán đủ một loại gái từ khi nó còn bé, từ già đến trẻ, không ai có khả năng đọ. Cấp 2 mày tên là Huy Sói, vì ăn cả bà già lẫn cô bé qua khăn đỏ. Yeah. Nói vậy không có nghĩa tao bảo Huy không phải là trai tốt. Ai trong khán giả nghĩ như vậy thì chúng mày cũng sai nốt. Đọ tốt với Huy ấy, đấy là không khôn. Nó từng yêu một con 3 năm, không hôn. Nhưng mà nghiêm túc, mày là con ai? Và tại sao mày có tất cả gen của một thằng ngon dai? Từ nhỏ mày đã thật boss, chắc đấy là khả năng trời ban. Mày trước dậy thì họa mi tập hot, mày sau dậy thì phượng gáy trời nam. Yeah, từ nhỏ mày đã thật boss, chắc đấy là khả năng trời ban. Mày trước dậy thì họa mi tập hot, mày sau dậy thì phượng gáy trời nam. Nhưng dù là phượng hay họa mi thì của mày cũng là chất. Và tao biết không phải hàng lạnh là thứ làm đũng quần mày thụng và thấp. Nói thật đi, mày đã làm bao nhiêu em gái biết yêu? Vì chắc chắn khi mày bước đi, các em gái quay đầu kiểu... Mày đúng là đồ xịn, đến tao có định ra sờ những chương trình này phát trên truyền hình và tao sợ gia đình. Nên thôi, vừa rap vừa đẹp trai thì liệu ai có thể hơn cơ? Gọi mày là một ổ bánh mì Sài Gòn, đã đặc ruột lại có thơm bơ! Time! Round 3! Houdi, let's go! Ôi trời ơi, Du ơi, nghe anh rap nãy giờ đó, 3 round rồi em cảm thấy mình thật não đần. Ủa, anh còn đứng trước em hả? Chắc em còn đang ảo. Trời ơi là trời, hãy dừng cái cuộc thi này lại ngay bây giờ. Bởi vì em đã không còn sức phản kháng, mắt của tao đã cay say mờ, còn Du như là ánh sáng phản quang. Đúng thiệt. Trận đấu này là đã do ông trời sắp đặt. Cũng giống như con tim em đã để đôi mắt của anh bắt gặp. Ai nói rapper man lắm không thể nào bị đẩy cong. Trời má, nhìn cái mặt này như vậy tao hỏi tụi mày có gãy không? Vì Phúc, em chắc chắn em sẽ lội ngược gió ngược dòng. Người ta cứ nói anh là Trường Giang, em là Nhã Phương. Trời ơi, tin được không? Phúc nên yêu em, bởi vì em không có xạo chó. Phúc nhớ hôm qua Phúc say em đè Phúc ra em cạo gió. Ok. Nếu kết thúc round này mà anh không rep tin nhắn của em thề em sẽ chờ anh tới khi em chết yểu. Bởi vì khi kết thúc trận đấu này, đây cũng chính là lúc em ngất xỉu. Ok. Nice. Time. Một tràng vỗ tay cho Phúc Du và Houdi. Oh my gosh. Woo.
Trước khi hỏi ý kiến của giám khảo thì Hà Lê muốn hỏi ý kiến của khán giả thấy thế nào ạ? Anh hỏi thế nào mà anh có hỏi là ai thắng đâu? Thế nào mà? Hay đúng không? Battle không biết hay đúng không? Battle khen là còn hay hơn vì bây giờ mới biết được tình cảm của các bạn dành cho nhau như thế nào. Ok, xin mời anh OK. Anh MCU. Yes, MCU trước đi. Battle no beat là phải hỏi MCU. Tôi em nghĩ là để cho... Không, anh nghĩ là cái phần này anh sẽ không hỏi hai người kia nữa. Phần này anh chỉ hỏi mình em thôi. Hai người kia chấm điểm thôi anh ạ. Ok. Well, nếu nói về hoodie thì thực sự mình cực kỳ bất ngờ. Tại vì nói thật là từ khi Battle không biết xuất hiện ở Việt Nam thì ở miền Nam không phải là một cái thị trường quá lớn của Battle không biết. Hầu như là nó không nhận được sự quan tâm của các bạn bằng freestyle. Và những cái trận Battle không biết trước nay của miền Nam thực sự là chưa có nhiều ấn tượng. Cho nên cái việc hoodie xuất hiện đây là phần biểu diễn không biết tuyệt vời nhất tại miền Nam từ trước đến nay. Bạn đã có một phần chuẩn bị rất là tuyệt vời. Nhưng mà round 2 khen Queen Bee nhiều quá, khen Phúc Du cơ mà. Còn nói về Phúc Du thì nếu mà những ai xem Battle Rap chắc là biết cái câu này. Don DeMarco. Phúc Du rất là tuyệt vời. Punchline, delivery, performance, tất cả mọi thứ. Mình không có gì để nhận xét nữa. Ok, anh MCU không có gì nhận xét, thế thì lại phải hỏi hai anh còn lại. Vâng, anh OK sao? Anh thấy thế nào? MCU, em nghĩ là anh có cái cảm giác như này. Anh thấy trong con người Phúc Du ấy là sự hội tụ của 10 rapper khác nhau trong con người này. Anh thấy cái lựa chọn của ban tổ chức khi mà chọn Phúc Du vào viện binh thì anh thấy không hề hối hận một chút nào ấy cả. Anh cảm thấy là từ nãy giờ anh bị cuốn vào những cái đề tài của Phúc Du khai thác và câu chuyện của Phúc Du. Anh thấy ấm áp con tim đúng không? Quá tuyệt vời em ạ. Vâng, vâng. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh OK rất là nhiều. Wow, we. Bình thường thì người ta sẽ diss nhau thì bây giờ mình biết cách mình chấm điểm. Nhưng mà bây giờ người này khen người kia khen người nọ thì không biết chấm sao luôn. Kiểu như là bây giờ bạn này thân thiết với bạn này thì mình nên... Hay để Phúc Du khen chấm anh Wow We một câu để anh ấy chấm được. Ây trời ơi, thôi. Nhưng mà rất là hay khi mà khen nhau mà mình có thể cảm nhận được những cái chua chát và những cái cay đắng trong câu. Và cái phong cách của Phúc Du, cái flow rất là trôi chảy và mượt mà. Wow We rất là thích chuyện đó. Còn về phần hoodie, đó là một cái phong cách khác hoàn toàn so với Phúc Du. Cũng giống như MC Wow We rất là ngạc nhiên về cái sự chuẩn bị của hoodie ngày hôm nay. Đó là điều mà ở những dòng trước Wow We không có thấy được. Wow We thích cái cách mà Phúc Du ví von thủy top với hoodie, làm cho Wow We có cảm nhận như là thủy top thì hoodie đó là một con quỷ vậy đó. Rồi sau đó hoodie đã cao tờ lại cái chuyện Nhật Ký Vàng Anh rồi Phạm Băng Băng gì đó, đúng không? Có một cái Wow We không hiểu là cái vụ thỏ trắng, thỏ ngọc gì đó ở ngay khúc ban đầu. Nhưng mà OK, mình tiến vô cái phần cho điểm đi. Yeah, xin cảm ơn ba giám khảo và một tràng vỗ tay nữa cho Hoodie và Phúc Du được không ạ? Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo dành cho Phúc Du của team 2 trong trận đấu Battle không biết. Phần cho điểm của Phúc Du đầu tiên ạ. Xin mời ban giám khảo. Wow. Wow We cho 9,5. Anh OK cho 10 và MCU cho 10 điểm. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo dành cho Hoodie đến từ Diamond Things, đại diện khu vực miền Nam. Xin mời. Wow We cho 9,5. Anh OK cho 9 và MCU cho 8,5. Xin được cảm ơn giám khảo.